Xin chào các bạn, đây là bài số 2 của thi tin học trẻ 2021 vòng loại. Và bài này thì tôi nghĩ là đơn giản. Người ta nói là cho một cái dãy số từ 1 đến n, chúng ta sẽ cần phải sắp xếp lại cái dãy số này, bao gồm cái nhóm đầu tiên là các số chia cho 3 mà dư 1, nhóm thứ hai là các số chia cho 3 dư 2, nhóm cuối cùng là những số chia cho 3. Và sau đó thì người ta sẽ yêu cầu chúng ta là phải tìm ra cái số thứ m sau khi mà đã được sắp xếp lại. Và thế cái này thì tôi nghĩ là tôi sẽ làm theo kiểu chân phương, tức là chúng ta sẽ lặp 3 lần. Đầu tiên thì các bạn tưởng tượng là tôi sẽ nhập hai số m và n. Số n nhập trước, số m nhập sau. Sau đó thì tôi sẽ duyệt các số từ 1 cho đến n và sẽ đưa các số mà chia cho 3 dư 1 vào trong cái danh sách. Đấy, đến cái đoạn thứ hai đây thì tôi sẽ đưa các số chia cho 3 dư 2 vào danh sách. Và đến đoạn thứ ba này thì tôi sẽ đưa các số mà chia cho 3 dư 0, tức là chia hết cho 3 vào trong danh sách. Sau đó thì tôi chỉ việc lấy cái phần tử thứ m của danh sách ra và tôi trả lại cho người dùng thôi. Vâng, chạy thôi, tôi thì cũng không thể gọi là cũng chưa tìm hiểu kỹ xem mà liệu với cái số m với n rất là lớn nó có chạy được không, nhưng mà thôi thì chúng mình cứ chạy. Bởi vì sao? Bởi vì là số thì có thể là đến 8 9 10 chữ số, nhưng mà cái list, cái danh sách ở đây này chưa chắc là nó đã chứa được nhiều số đến thế, cho nên là tôi thì mình cứ chạy với cái số ngắn ngắn thôi. Ví dụ nhập số n ở đây là 15 đi. Và số m là 11 đi. Và thì các bạn thấy là dãy số của chúng ta có tổng cộng là 15 phân tử. Đấy. Các số đầu thì sẽ là chia cho 3 mà dư 1, 1, 4, 7, 10, 13. Chia cho 3 dư 1, sau đó thì đến 2, 5, 8, 11, 14 là các số chia cho 3 dư 2. Tiếp theo là đến 3, 6, 9, 12, 15. Và số thứ 11 ở trong cái dãy này là số 3. Mà có nó chỉ có như vậy thôi. Bài này thì tôi nghĩ là đơn giản, chỉ có lăn tăn một cái điều đấy là không biết rằng nếu mà theo như đề bài họ yêu cầu ấy, là nếu mà số n này mà nó to lên một chút thì liệu có được hay không. Thôi bây giờ thì chúng ta thử luôn đúng không? À, chạy lại một lần nữa. Số có 8 chữ số ấy, tôi nhập luôn 8 vào số 9 vào đây cho nó nhanh. Số m thì tôi nhập 8 vào số 8. Vâng. Các bạn lại thấy là ở đây nó chạy hơi bị lâu đúng không? Thế cái này thì nó dở một cái là cái list này thì nó chỉ chạy được đến tối đa là 200.000 số thôi. Cho nên là cái số cuối kia là nghe có vẻ căng thẳng không ra được rồi. Mà chúng ta nhập vào là nhập 8 con số 9 cho nên là nó lên đến trăm triệu rồi, gần trăm triệu rồi. Thế cho nên là cái bài này thì nó có một cái cách làm của tôi đây thì nó có một cái nhược điểm, đấy là với những số có 8 chữ số là nhiều khả năng nó sẽ không chạy được. Đấy, ở đây người ta nói là n nhỏ hơn hoặc bằng 10 mũ 8. Vâng, thôi thì clip này của tôi nó đến đây là kết thúc thôi. Còn các bạn thì tôi hy vọng là các bạn sẽ xử lý nốt cái tình huống khi mà con số nó thực sự là lớn. Đấy, nó có rất là nhiều số thì các bạn thử nghĩ xem là nên làm như thế nào, đúng không? Ở đây thì ý tưởng của tôi đấy là chúng ta sẽ không thực sự là thêm hết các cái số này vào trong list mà chúng ta sẽ kiểm tra đến khi nào mà nó đủ số rồi thì chúng ta dừng lại luôn và chúng ta lấy luôn, chứ chúng ta cũng không nhất thiết là phải thêm ở đây. Đấy là gọi là giải pháp mà tôi nghĩ thôi. Thì còn các bạn thì tôi sẽ phần cho các bạn làm. Và cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các cái clip sau.